Cũng đã rất lâu rồi thì hôm nay mình mới có thời gian để làm cái clip này để giới thiệu đến quý anh chị chúng ta về nhịp sống tại Sài Gòn quý anh chị nhé. Ở Sài Gòn thì như chúng ta đã biết, nó là có cuộc sống rất là nhộn nhịp, đi kèm với đó là cũng căng thẳng, áp lực với rất nhiều người. Nhưng mà áp lực này là áp lực tốt nha. Đa số vì mọi người muốn mình phải phát triển hơn nữa, do vậy mà cường độ làm việc của họ rất cao. Thì làm việc cường độ lớn như vậy thì tương đương với việc chúng ta phải cần có thời gian nghỉ ngơi để xả stress. Quý anh chị có biết không, ở Sài Gòn thì công viên mặc dù là có rất nhiều nè, nhưng mà cảm giác nó vẫn thiếu. Nên là chúng ta cứ chiều chiều hoặc là thứ bảy chủ nhật lại phải muốn được đi đâu đó để xả stress. Ví dụ như công viên bến Bạch Đằng ở đây nhiều khi cũng chưa đủ. Thì thường thì ai gần ở đâu thì sẽ đi đến đó cho nó tiện. Tuy nhiên những chỗ gần thì dần dần nó sẽ chán, nên do vậy chúng ta sẽ đi tìm tới những cái công viên hoặc là khu tòa nhà building lớn nữa. Ví dụ như khu Landmark 81 cũng là chọn lựa của rất là nhiều người. Đương nhiên rồi, ở đây thì có một cái công viên rất là lớn luôn của khu Vinhome Center Park. Nó hướng ra sông Sài Gòn và cũng gần với Thảo Điền, gần cầu Sài Gòn. Nó nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh luôn quý anh chị, gần quận 1. Do vậy thì ở đây cũng là nơi được rất là nhiều cư dân các quận người ta tìm tới để đi chơi. Lên tòa nhà thì tất nhiên chúng ta đa số chỉ vào siêu thị hoặc là các nhà hàng, quán ăn, rồi khu vui chơi giải trí mang tính chất là hiện đại trên đó. Đi kèm thì nó phải tốn tiền, còn dưới này thì chúng ta chỉ mất tiền gửi xe thôi. Ở đây thì có bãi cỏ cực kỳ lớn nè, rồi chúng ta đi bộ ra tuốt ngoài kia là nhìn ngắm sang quận 2 được luôn. Buổi chiều ở đây thì rất là đông, mọi người cũng có thể sinh hoạt câu lạc bộ riêng, các nhóm cá nhân. Ở đây cũng có hồ cá coi rất là đẹp nhé. Landmark hiện nay thì nó được coi như là một biểu tượng ở Việt Nam rồi, không chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đi cùng với bạn bè nước ngoài của mình thì thấy đa số họ cũng rất là ấn tượng với Landmark và họ cũng muốn tham quan điểm này. Nếu mà chúng ta muốn đi tham quan Landmark 81 thì quý anh chị nên, nếu là xe gắn máy thì nên đi sớm, vì gửi xe gắn máy ở đây thì nó rất là phiền đấy, vì nó rất là nhiều xe lưu lượng cùng một lúc rất là đông người, do vậy thì chờ phải rất là lâu. Quý anh chị có những lúc cao điểm có thể chờ đâu cả nửa tiếng đồng hồ, thậm chí hơn. Đi chơi ở khu vực công viên Vinhome Landmark thì nếu tiện thì ở lại tối luôn, thì chúng ta sẽ được ngắm dàn đèn của Landmark rất là đẹp. Rồi sông Sài Gòn thì đương nhiên chúng ta sẽ thường xuyên thấy những chiếc du thuyền như thế này. Này là có thể là du thuyền cá nhân hoặc là họ thuê dịch vụ ăn tiệc ngay ở trên du thuyền. Gần như thì chỉ Sài Gòn hoặc là thành phố lớn ở Việt Nam thì mới có cái cảnh tượng này thôi. Trước kia thì ở Việt Nam chúng ta thì chưa có nhiều du thuyền đây. Nhưng mà hiện nay cùng với thời gian, mức sống, thu nhập của một số người ở Sài Gòn trước đây người ta đã là đại gia rồi, thì sau nhiều năm tiếp tục đại gia hơn nữa thì chuyện sắm du thuyền so với những doanh nhân trên thế giới đó là chuyện rất là bình thường ở Sài Gòn.
Đây là phần công viên giáp với sông Sài Gòn của anh chị nhé. Ở đây chúng ta có thể chạy bộ với anh chị thấy. Bên phải là chúng ta thấy một phần của Thảo Điền. Đây là cái view từ ngoài bờ sông nhìn vào. Ở đây có những cái tháp được thiết kế cũng rất là đẹp. Đa số thì các bạn trẻ, sinh viên thì sẽ thích những cái điểm nó hào nhoáng như thế này. Tuy nhiên thì những người lao động làm việc thì vì quá thiếu chỗ chơi hoặc là stress thì đây cũng là những lựa chọn mà người ta cũng hay tìm tới. Nói chung là sống và làm việc ở Sài Gòn thì ngoài chúng ta phải bận bịu tất tả với công việc ra thì đa số mọi người đều cảm thấy mình thiếu cái chỗ chơi. Mặc dù là ở Sài Gòn thì so với nơi khác chắc chắn nó đã nhiều chỗ chơi hơn rồi. Tuy nhiên thì họ cần một cái gì đó, ví dụ như là mảng xanh. Ví dụ những công trình hiện đại nó quá nhiều thì đâm ra hoặc là chúng ta nhàm, hay là thật sự ở Sài Gòn mà chúng ta suốt ngày cứ đi vào những công trình tòa nhà building, ăn nhà hàng Tây thì nó rất tốn kém. Đấy, ở Sài Gòn là có câu chuyện như vậy. Chúng ta muốn đi, ai cũng muốn đi chơi nhưng mà phải tốn tiền. Ở Sài Gòn, quý anh chị gần như là trả tiền ra để giữ lấy cái chỗ ngồi thôi. Vì cái chỗ ngồi muốn có một nơi thư giãn nên chúng ta phải mất tiền, phải bỏ tiền ra. Và do vậy thì lâu lâu người ta phải tìm cách đi chơi ở những cái tỉnh xa hoặc là lân cận. Ví dụ Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Thuận, vân vân. Vì chỉ có những cái không gian thiên nhiên thì nó mới mang lại cái cảm giác thư giãn tốt hơn. Lâu lâu thật sự phải cần như vậy. Đây là một cái view rất đẹp từ cái tháp này, giống như một cái nhà lồng này. Ngắm nhìn lên mắt rất là đẹp. Về lên mắt thì sao? Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta lên đó thì sẽ rất là tốn kém, hoặc là không phải cư dân thì không lên được. Thật ra quý anh chị có thể lên đó cà phê, ăn bánh ngọt bình thường,